giải thêm một cái câu từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên cha rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì vừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm về à ha. Mới ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta. Quét đi con, quét đi, quét đi, quét đi. Quét Winner, quét cho có tâm vô. Quét đặt cái tấm lòng vô trong đó. Tí xíu nữa mà bà nội xuống là con phải quét thiệt là nhiệt tình vô, hiểu không? Chứ phải quét cái xìu xìu ảnh ảnh vậy. Quét lại cho mẹ coi đi. Mẹ ơi, mới sáng ngày ra, trời con vừa quét luôn á. Mới sáng ngày ra trời, con chưa bừng tỉnh mắt, tự nhiên mẹ bắt con làm ba cái trò này rồi. Bà nội xuống bắt con quét là sao? Thôi con không làm nữa đâu, mệt lắm mẹ. Tại sao không làm? Hả? Con có muốn hả là chú Nguyên là chồng của mẹ không? Thì bây giờ mình phải tranh thủ lấy lòng bà nội, hiểu không? Thế được rồi, con làm vì mẹ đó. Thằng này không làm vì mẹ làm gì ai? Dạ. Ủa mẹ ơi, còn sớm quá mà, sao mẹ với Phương thức dậy sớm vậy? Mẹ với Phương lên ngủ tiếp đi, ngủ xíu nữa đi. Ê nhóc, như là ngày mai không đi thi mà đúng không? Thì thôi để đây tôi làm cho, lên thôi. Học bài đi. Thôi, việc này là việc của con trai, để tôi làm. Được, tôi làm được. Đây không sao, tôi làm cho nó. Thôi, để tôi làm cho. Mệt quá. Trời ơi, hai cái đứa này giành qua giành lại. Mẹ thấy không? Hai đứa nhỏ không có ruột rà gì hết mà yêu thương nhau. Thấy thương dễ sợ. Mắt lòng mắt dạ ghê. Thôi, cái việc mà quét nhà này nè, con cứ đưa cho con Phương đó làm. Thì con cứ đứng đó con quét á, không khéo mẹ con sừng sộ lên á, khổ cho cháu nội của bà lắm. Lên học bài đi. Tuổi của tụi con á là tuổi ăn tuổi học. Cái việc nhà này nè thì để cho cô Linh lo. Dạ đúng rồi. Hai đứa lên học đi, việc nhà để mẹ lo. Lên đi con, lên đi Phương. Lên đi con. Còn con. Dạ. Con gái hai đời chồng rồi, mẹ cứ tưởng là con tinh tế lắm chứ. Ai dè. Con nên nhớ nè, sống mà thiên vị á, đứa này bỏ đứa kia là tụi nó phiền lòng lắm đó. Tôi cứ tưởng tôi bước lên đây tôi thấy con dâu tôi tinh tế lắm chứ. Ai ngờ. Làm sao để tinh tế hả mẹ? Nhưng mà em đang lo lắng quá. Em đang lo cho mối quan hệ của em và anh á. Thực sự là em cũng vì con, vì cái gia đình này em mới tới với anh. Nhưng mà em biết sao nữa. Anh nói với em rồi, tính của mẹ trước đây không phải vậy đâu. Mẹ lúc nào cũng vui vẻ, cũng thân thiện, cũng hòa đồng lắm. Không hiểu sao tự nhiên cái dạo này vậy á. Chứ mẹ không có ý gì đâu. Biết là mẹ anh không có ý gì, nhưng mà em bị áp lực.
Ngày nào mẹ anh cũng rỉ rỉ vô lỗ tai em cái chuyện á hả, là con anh con em. Mà em có phân biệt đối xử với đứa nào đâu, hai em cũng thương như nhau mà. Rồi, anh sẽ lựa lời để nói với mẹ. Yên tâm nha. Anh nói làm sao cho khéo nha. Anh nói làm sao rồi mẹ anh có ác cảm với em hơn chứ em biết sao luôn. Anh biết rồi. Thôi đừng có buồn nữa nha. Mẹ. Dạ. Dạ mẹ ngồi. Mẹ ngồi đây nè mẹ. Anh mệt không? Chắc đêm qua thức khuya mệt lắm ha. Em đi pha nước cam hay gì cho anh uống nha. Được rồi, anh không sao mà. Đứa nào cũng qua hết lần đò rồi. Cái gì cũng vậy, kín đáo tí xíu. Dạ. Mẹ ơi, cái gì thôi? Để em chạy lên coi làm sao. Thôi. Anh ở đây nói chuyện với mẹ đi. Để em lên cho. Nè, nó lại rỉ rỉ bên tai con nữa phải không? Mẹ nữa à? Mà cái cách đó, dùng chữ của hai mẹ con cũng giống nhau nữa. Rỉ rỉ bên tai cái gì? Con thấy á, lẽ ra mẹ với Linh á là mẹ con ruột thì đúng hơn, chứ không phải là mẹ chồng với con dâu đâu. Con lại binh cho nó nữa phải không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Dạy vợ là phải dạy từ thở ban sơ mới về. Bài học của con vợ cũ của con á chưa sáng mắt hay sao? Mẹ, sao mẹ nói như vậy được? Mẹ nói vậy lỡ Linh nghe được rồi sao? Kệ. Phụ nữ qua một chuyến đò thôi là đã bị thẻ vàng rồi. Cái này tới hai chuyến đò lận. Cưới được con trai như con mà đã vậy còn lời tới một đứa con gái nữa. Mẹ, đó là phước ba đời của mẹ, nó đó. Mẹ đừng có nói gì nữa. Dạ thưa mẹ. Linh. Thưa mẹ, con nói mà có gì mẹ buồn thì con mong mẹ bỏ qua cho. Mẹ ơi, bộ phụ nữ mà hai ba đời chồng là không được hạnh phúc như nào ông sao mẹ? Trước khi anh Nguyên về đây làm chồng của con, một thân một mình con nuôi hai đứa nhỏ. Nếu không có anh Nguyên thì ba mẹ con vẫn sống tốt. Con vẫn đi làm. Nhà này, của cải, vật chất, chi phí mọi thứ cũng chính con một mình con đứng ra lo hết. Con không có cần đàn ông. Con chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền bất kỳ người đàn ông nào thưa mẹ. Con nói mong mẹ hiểu giùm con. Linh à, ý mẹ không phải vậy đâu. Trời ơi, bây giờ hai mẹ con có thể nhường nhịn nhau được không vậy? Em biết là anh khó xử với em nha mẹ. Anh không hề sai trong chuyện này. Nhưng người sai hình như là em. Em đã sai khi em chọn anh thì phải. Xin phép mẹ, xin phép anh. Linh. Linh. Mới nói có nhiều đó thôi, khóc ầm lên rồi. Mẹ chỉ muốn tốt cho cháu nội của mẹ thôi. Mẹ ơi là mẹ, bây giờ mẹ muốn con phải làm sao đây? Mẹ con, ăn trái cây đi. Ăn nhiều quá còn ngán quá. Ngán gì mà ngán, ráng ăn vô. Mà nội, con thấy tội nghiệp Winner quá rồi, nãy giờ nó làm việc quá trời luôn á. Thôi để con ra con phụ nó nha. Ngồi đó. Có gì đâu mà phụ. Ngày hôm qua nó đi thi cả ngày, nó đâu làm việc nhà. Việc nhà toàn là con làm không à. Thì hôm nay nó phải làm bù lại chứ sao. Còn con là phải được nghỉ ngơi. Winner nè. Dạ. Nghe nội nói nè, con lau nhà cho sạch sẽ rồi ha, rồi con sang qua đây con lau bàn lau ghế nè. Trời ơi, ghế salon gì đâu mà bụi quá trời à. Chưa được đâu, cái xô nước này nè con đem ra con tát ra ngoài sân á, rồi con lấy cái cây con chà cho sạch cái sân cho nội. Chà sao mà cái sân mà nó trắng bóc à là mới được. Cái sân gì đâu mà dơ hèm. Trời ơi, cái gì vậy mẹ? Con ở tuốt ở trên phòng á mà con nghe mẹ nói chuyện với thằng Winner á, mà con cứ tưởng tượng thằng Winner giống như là cô Tắm vậy đó. Ý con nói mẹ là mùi gì ghẻ. Dạ đúng rồi. Ấy dạ, không phải ý con như vậy. Nhưng mà
Nhưng mà con thấy mẹ bắt Winner làm việc nhà nhiều quá không được. Việc có gì đâu nhiều. Mà tôi hỏi anh nè, con của anh nó sao anh không binh? Anh binh con người ta. Mẹ nói cái gì kỳ vậy mẹ? Con với Linh á sắp làm đám cưới rồi, lúc đó thằng Winner nó sẽ là con của con. Mà cũng không cần đám cưới thì Winner bây giờ cũng là con của con. Mẹ đối xử với Winner vậy là không công bằng. Anh nói sao? Tôi đối xử không công bằng hả? Mà bây giờ nè tôi đối xử không công bằng á thì anh sao? Con sẽ... Anh sao? Sẽ sao? Con sẽ làm thay Winner. Con nhìn cái gì? Còn con á nha, ba chưa nói chuyện với con đó. Con thấy bà nội đối xử với em mình như vậy á, con không lên tiếng minh được. Con không chia sẻ công việc với em của con. Con chỉ có biết ngồi im đó thôi à. Ngộ ha. Rồi giờ tự nhiên cái sang qua chửi cháu nội tôi làm sao? Binh nhau quá ha. Thôi được rồi, ở đây sống chung với nhau mà binh nhau. Tôi đi về. Ôi, ba nội. Bà ơi, bà đừng có về. Thôi chú khuyên đây, chú đừng cãi nhau với bà nữa. Con là đàn ông trong nhà mà. Mấy cái việc còn con ấy, con làm được hết. Không sao đâu. Con nói đúng. Đây chỉ là những việc còn con thôi. Nếu những việc còn con này không làm thì làm sao ra ngoài kia làm chuyện lớn được, đúng không con? Dạ đúng. Sắp tới đây, gia đình chúng ta phải đối diện với những hiểm họa mà chúng ta không thể nào lường trước được. Dạ. Bây giờ con nói đi, chúng ta là ai? Chúng ta là những người đàn ông thành đạt. Đúng. Đi trà sân. Con thấy kiểu này là nội an tâm được rồi đó. Mà công nhận là nội cao thấy dễ sợ luôn. Rồi giả vờ nội thiên vị con, xong rồi làm khó làm dễ cô Linh với lại Winner để thử lòng ba nữa chứ. Xuất sắc. Nội hả, gần 60 tuổi rồi mà con. Nội phải thử chứ. Nội thử chừng nào đó nha. Mà hả, nội nhận định được, nội thấy được rằng là ba con á với cô Linh yêu nhau chân thật không? Mà cô Linh với ba con á yêu thương tụi con thật lòng kìa. Khi đó nội mới an tâm được. Nhưng mà nghe nội hỏi nè, ba con thì nội thấy rồi nha. Dạ. Rất là yêu thương Winner. Yêu thật lòng à. Còn con á, con có nhận định được là cô Linh có yêu thương con thật lòng không? Có yêu thương con như là con gái không? Cái này nội yên tâm, cô Linh rất là yêu thương con luôn. Mà cô coi con giống như là con gái ruột vậy á nội. Vậy đó hả? Trời ơi, như vậy là nội thử đã thành công rồi phải không? Vậy nội chết nội cũng yên lòng nữa con. Nội vui quá à. Cảm ơn mẹ. Mai ơi đêm trà sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta.